Em tử vi sinh con năm 2025 tháng nào tốt? Bố mẹ nào đang có kế hoạch sinh con năm 2025 nên chú ý tử vi của các con theo tháng sinh. Đây là một trong yếu tố quyết định cuộc đời của con có được thuận lợi hay không. Tháng 1 sinh con năm 2025, trong tháng này cuộc đời có phong sương nhưng sau tuổi 30 sẽ thăng tiến. Tháng 2 người có tài nhưng thiếu quyết đoán, tài lộc không nhiều, gặp trắc trở nhưng có phúc. Tháng 3 thông minh, luôn gặp suôn sẻ, dễ lập nghiệp lớn, tính tình hoạt bát và lanh lợi. Tháng 4 sinh con năm 2025, trong tháng này cuộc đời gặp nhiều may mắn, lại là người thông minh và có nghĩa hiệp. Tháng 5, người có vận số cao quý, biết tận dụng thời thế nên dễ lập công lớn, cả đời an nhiên. Tháng 6, tính tình cương trực, tốt bụng, dễ dàng lập đại nghiệp nhờ tận dụng thời cơ. Tháng 7, có khí tính ôn hòa, tự lập, đỗ đạt cao, kinh doanh giỏi nên có số giàu sang, nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 8 sinh con trong năm 2025, trong tháng này là người nhân hậu, tài trí và gia đạo thuận hòa. Tháng 9 người dĩ hòa di quý, có ý chí và hài bão cao đẹp, sự nghiệp thành công nhưng không lớn. Tháng 10 bản tính chân thành, hào hiệp, tâm mang chí lớn, sự nghiệp trung bình, vợ chồng hòa thuận. Tháng 11, vận số ít may mắn, sự nghiệp gian dở, vất vả, về già mới được an nhàn. Tháng 12, cuộc đời nhiều ưu phiền, sự nghiệp khó thành, là người nhạy cảm, sống theo nguyên tắc